Tú, dạ. Đây là bộ ba hoàng kim dành cho dân chuyên tập tạ nè Tú. Ở đây chúng tôi chỉ nói về streamer trong clip này. Đó, bạn nào mà sở hữu được bộ ba hoàng kim mà dành cho dân chuyên tập tạ này á, trong vòng một tháng á, là xứng đáng có 10 eo nha. Đơn giản thôi, thiết kế dành cho 1 tháng bạn. Này á là Hyro. Hyro bây giờ là thời rồi. Thời biết tại sao không? Tại vì xui cái là bây giờ Iceway nó lên giá ông ơi. Đó, cái thị trường thế giới giờ nguyên liệu Iceway lên giá. Còn bạn nào mà Iceway mà nó vẫn giữ giá đó là nó có ai biết. Đó, mà Iceway lên giá, thằng này nó cũng lên nữa, nhưng mà cái sự lên của thằng này nó không cao bằng cái sự lên của thằng Iceway, dẫn tới cái thằng ISO, dẫn tới cái thằng ISO nó là sao ta? Nó gần như tiệm cận này luôn. Đó là sự thật, thế thôi. Một tin rất là đáng sốc. Nói chung là bây giờ thì thị trường thực phẩm bổ sung mà cứ nằm lên giá hai lần vậy đó. Nó có lên lâu lâu nó có xuống mà giống giá xăng vậy bạn. Nó vậy đó, không hiểu sao không thấy giờ thiệt á. Rồi. Cái thằng này á là phong là khỏi nói là hôm nay đình đám rồi không? Cái này là uống trước tập. Đó, uống trước tập và uống trong tập cái này và uống sau tập cái này. Tôi đang uống vậy đó. Đó. À, tập thường thường thì uống lần cái này lần muỗng. Để xài đường tháng chứ gì chứ uống hai muỗng xài một tháng nha. Rồi cái này chắc chắn là một muỗng hoặc nửa muỗng luôn. Nhỏ nhưng Tú chắc nửa muỗng, bự như tôi thì chắc muỗng. Đó. À, cái này là xài một tháng luôn. Rồi cái này á, là uống lần muỗng rưỡi xài một tháng. Còn Duy Nguyễn bự quá uống lần hai muỗng, tại vì muỗng trong này nó cũng bự nữa. Đó, muỗng này là muỗng tới 30 gram protein lận. Tại vì nó là Hydrolyte thì nói chung là nó chứa nhiều hơn. Nó chứa nhiều hơn tại nó thu tốt hơn. Mà thằng Tú này sao nó đổ nước ít nước vậy ta? Đổ ít nước để đậm đà hương vị. Mà cái màu đen này là kể như tất cả đều là tự nhiên nha các bạn, nó không có nhân tạo không đây. Nó không xài chất hóa học. Đó, màu đen á, màu đen là màu rồ đó. Nó xài theo tự nhiên không à. Cái mùi vị đó cũng tự nhiên à. Trong tất cả cái viết nhất đó là hố đen. Tại hố đen tới ngày hôm nay là người chưa tìm không được đúng không? Bao nhiêu vật chất nó bị hút trong hố đen mà cắm đầu vô hố đen miết luôn. Đó, tốn 10 tỷ đô cho hố đen. Đó là sự kiện kính viễn vọng gọi là gì vậy? Chim web. Nó nhiều kính quá, còn kính gì Hubble nữa, nhiều kính lắm bạn. Và Tú á, nó mặc đồ màu đen không bằng Tú, úp vô hố đen cũng ghê lắm. Và cái viết thứ hai là thẻ đen. Đúng không? Vậy cái viết thứ ba là gì? Súp đen đi. Đây. À, phải có bột mới được nha. Nhớ nha, uống pump trước tập. Uống cái này, uống EA trong tập và uống Hydro là sau tập. Uống ngủ ngon, tối tập ngủ cũng ngon luôn nữa. Ngủ khò luôn. Bạn nên mà nhớ là pump đó, nó là liều cao chuyên pump, chứ nó không phải là chất gây mất ngủ và không phải chất gây sung nha các bạn. Cái chất kích thích nó không phải, nó là liều cao, không phải là chất kích thích. Xài về cho sống lâu bạn ơi. Bây giờ nó thiệt đó, nó là súp mà súp high class, súp xịn. Bây giờ súp cỏ là biến bán lắm. Bây giờ là Duy Nguyễn không bao giờ làm súp cỏ nữa, mệt lắm. Làm súp xịn. Cứng tay. Mà như thế này đang có điều 3.4 á. Đang có điều 3.4 rồi, sáng đi làm tới ngang nha. Phòng chị CFO thấy đang discuss gì điều 3.4 chơi với mấy cái sale á. Nên các bạn chuẩn bị đi ha. Cái gì cũng vậy thôi, làm trực tuyến với chị CFO cho nó dễ thở. Cái này là mình uống nhuyễn, uống nhuyễn nhuyễn thôi. Đó, còn bây giờ đó là uống hết nè. Lộn tự nhiên để này đây chị Tú. Cái này á, cái này nó không phải dành cho dân chuyên tập tạ không nha bạn, dành cho tất cả mọi người luôn. Cái này dành cho tất cả mọi người luôn đó. Nó tự nhiên để trên bàn nó nhiều cái quá. À, cái này nữa. Cái này thì nó giống cái này mà rẻ hơn. Cái này là giống nhau. Nhưng mà cái loại nước thì nó ngon hơn mà nó rẻ, nó mắc hơn cái loại bột. Loại bột nó rẻ hơn. Loại này tiện hơn, loại này nó cũng gần tiện bằng rồi. Uống ra để đây trong xe hơi, uống xong rồi quăng luôn lon. Còn cái này thì phải mở bình ra kiếm nước pha, lắc bình rửa bình các kiểu là điểu. Vậy thôi, tiền nào của đó thôi. Không nói nhiều nữa. Nhớ nha, bạn nào mà may mắn có được 3 sản phẩm này rồi á. Đúng 3 ngày mới được nha, không chơi hình ghép nha. Đó, bàn này luôn á, là kiểu này là streamer siêu cứng luôn. Chụp hình post khoe cho Duy Nguyễn đi. Đó, nha. Rồi, chúc các bạn tập luyện thành công. Và trong bão suy thoái khi mà đô lên trên 25.000 đó, thì vẫn có tiền nhập súp Mỹ Đế 2 class uống nha các bạn. Vẫn có tiền uống súp 2 class. Đừng nói tôi bây giờ lại xuống quá rồi. Quay uống súp cỏ chết luôn.